chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu. Có lẽ trong số những người dân Việt Nam hiện nay, không ít người thuộc nằm lòng những câu hát trên. Thế nhưng, ít ai có thể biết rằng, nhân vật chính trong ca khúc Anh Không Chết Đâu Anh của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là vị anh hùng pháo binh, đại úy Nguyễn Văn Đương. Lúc đó đang là pháo đội trưởng của pháo đội 3, tiểu đoàn 3, pháo binh nhảy dù. Anh đã tuẫn tiết vào ngày 25 tháng 2 năm 1971 tại căn cứ đồi 31, mặt trận Hạ Lào, trong vòng vây của một sư đoàn cộng sản. Cho đến nay, xác của anh vẫn còn nằm lại trên đất Lào. Nhân ngày giỗ thứ 44 của cố đại úy Nguyễn Văn Đương, chúng tôi đến thăm gia đình ông cùng những người thương phế binh và hậu duệ của lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhà của ông nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc quận 11, Sài Gòn. Cô Nguyễn Thị Mai, cô sinh viên năm nào vẫn thủ tiết thờ chồng. Hiện nay, cô sống với người con trai út đang hành nghề chạy xe ôm. Cô cho chúng tôi biết. Cái năm 71, anh đưa anh mất Tết trận Hạ Lào á, cuộc hành quân Nam Sơn 719. Lúc đó thì cô bốn đứa con bọn nhỏ. Khi mà mất Tết rồi hay tin mất sức. Không được đặt, đau khổ. Một tháng sau cô đổ cái giấy. Lúc đầu thì báo mất tử trận, sau thì báo mất tích. Từ đó tới sau nữa thì gia đình cô không có được sự giúp đỡ nữa. Cô vốn đứa con cô thì bị bắt nghĩa vụ đó. Rồi thằng lớn nhất thì nó đi về quê, đi hồi hương, cô phải đi về hồi hương ở Sa Đéc. Rồi cái ở Sa Đéc không được. Mới trở lên đây thì có hai đứa con của cô á, tưởng đi vượt biên hết rồi. Thành thử tối nay thì công an đến để điều tra, tra hộ khẩu hoài. Rồi thì mấy anh con của cô phải đi qua bên Campuchia. Con trai út của cố đại úy, anh Nguyễn Văn Sa rất tự hào về người cha của mình. Anh tên là Nguyễn Văn Sa, con của ông Nguyễn Văn Đương. Anh rất là tự hào vì ba anh đã mất và hy sinh cho Tổ quốc. Hiện tại là anh đang chạy ông nợ sống cùng với mẹ. Khi bố anh mất là anh mới có 8 tuổi, rồi lúc đó là hồi nhỏ mà đâu có biết gì đâu. Khi lớn lên thì nghe bạn bè anh em rồi đó nói tên của ba anh thì anh rất là tự hào là ông già anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi còn được trò chuyện cùng chú Tài, trước đây là y tá, yểm trợ cho tiểu đoàn nhảy dù, người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của đại úy Đương. Anh Đương là một người sĩ quan chỉ huy đại đội pháo binh, pháo đội 3. Nó chỉ rất là nghiêm minh và vui tính. Anh Đương đặc biệt là vui tính, khó trong cái công tác, nhưng mà với tình cảm của anh em rất là vui. Còn chiến đấu thì khỏi nói, hình như anh Đương có một cái gì đó, một cái trọng trách nào đó để ngăn chặn hay là để tự vệ đối với Việt Nam. Thì là anh Đương chết trước mặt tôi với một trái lựu đạn và một cái súng côn. Nhưng mà trước đó nữa thì anh Đương đã gọi pháo đội C3 của đại úy Thương bắn phá hủy căn cứ. Anh Đương đã sống trọn một đời lính. Chúng tôi, những người trẻ sinh sau 1975, khó có thể nghĩ được sự khốc liệt của chiến tranh và sự anh dũng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa nếu không đến thăm gia đình của cố đại úy Nguyễn Văn Đương. Hiện nay, cô Mai cũng mang nhiều bệnh tật trong người. Con mắt bên trái đã mù hẳn, chỉ còn nhìn thấy một mắt nhưng cũng không được rõ lắm. Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng khi được hỏi về chồng mình, bà rất tự hào vì làm vợ của người anh hùng mũ đỏ. Với bà, thì đại úy Đương vẫn mãi là anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Phóng sự của SBTN do nhóm phóng viên Việt Nam Right Now thực hiện từ Sài Gòn, Việt Nam.